Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương Phương Anh, học sinh lớp 7A1 trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1. Mình rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết và những cuốn sách về khoa học và lịch sử. Trong các cuốn tiểu thuyết, mình thích nhất là cuốn Không gia đình của nhà văn Hector Mellet. Mình thích cuốn tiểu thuyết này vì nó mang lại cho mình rất nhiều bài học trong cuộc sống, đặc biệt là về tình bạn và gia đình. Hector Mellet là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Ông sinh năm 1830 và mất năm 1907. Được bạn đọc khắp mọi nơi yêu mến, ông gây được tiếng vang lớn ngay từ tác phẩm đầu tay Những người tình, Les Amants, và giữ được phong độ ổn định của mình trong suốt sự nghiệp cầm bút với hơn 70 tác phẩm. Đặc biệt, các tiểu thuyết như Không gia đình, Sans Famille, được xuất bản năm 1878, Trong gia đình, En Famille, xuất bản năm 1893, Roman Cabaret, xuất bản năm 1869, là người bạn đồng hành của nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi. Tác phẩm Không gia đình hay còn có tên nội khác là Vô gia đình, được xuất bản năm 1878, có thể được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của thi hào người Pháp. Tác phẩm đã được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp. Không gia đình đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản trên toàn thế giới. Từ hơn một thế kỷ qua, Không gia đình đã trở nên quen thuộc với thiếu nhi Pháp cũng như trên toàn thế giới. Kiệt tác này đã được nhiều lần xuất hiện trên phim ảnh và truyền hình. Không gia đình kể về cuộc đời của Remy, một cậu bé mồ côi, không cha, không mẹ, không họ hàng thân tích. Số phận của Remy rất đáng thương. Cậu bị bắt cóc và bị bỏ lại ở góc đường khi chỉ 16 tháng tuổi vì cuộc tranh giành thừa kế tài sản. Cậu vô tình được một gia đình khác nhặt được và nhận nuôi. Remy lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ nuôi Barberine. Cho đến một ngày, chồng của mẹ, ông Barberine bị tai nạn khi làm việc ở Paris và tàn phế trở về. Vì hoàn cảnh của gia đình, Remy đã phải đi theo gánh xiếc của cụ Vitalis để làm thuê. Trong gánh xiếc, ngoài hai thầy trò Vitalis và Remy, còn có chú khỉ danh mãnh Yolisor, chú chó đội trưởng Capi, gã chó cứng đầu Zerbino và nàng chó đôn trẻ dịu dàng. Gánh xiếc đã đi lang thang khắp mọi nơi miền của nước Pháp và Anh để diễn xiếc. Mỗi chương truyện lại là một tình huống nhỏ với những thách thức, bài học và cũng là hàng tấn bi kịch chồng chất. Cũng có khi những đau đớn, mất mát lại được dâng lên cao trào, mở ra bức tranh sắc nét nhưng lại tối tăm, khiến người đọc hòa mình vào nhân vật. Đến đây, chúng ta lại nghĩ về những năm 8, 9 tuổi, còn tuổi cậu bé Remy, chúng ta còn được bố mẹ chăm lo từ những bữa ăn đến giấc ngủ, không phải lao động hay chịu bất cứ cực khổ gì, thì cậu bé rong ruổi khắp mọi nẻo đường của nước Pháp để mua vui cho thiên hạ. Nếu may mắn thì Remy, cụ Vitalis và các con vật đã ăn no thêm một chút. Nếu mà không có ai đến xem xiếc thì đến tiền trọ cũng không có để trả. Trong chuyến đi cùng cụ Vitalis, cậu đã học được rất nhiều thứ mà trước đây cậu không biết. Cụ Vitalis đã dạy cho cậu làm xiếc, diễn trò, chơi đàn, học chữ. Nhưng hơn cả là cụ đã dạy cho cậu cách sống, cách yêu thương mọi người xung quanh, nhân phẩm đáng quý. Người thầy đã thay đổi cách nhìn của một cậu bé thôn quê. Từ trước đến giờ chỉ thấy người ta đánh mắng động vật bằng những hình ảnh đẹp khi dạy dỗ ba chú chó Capi, Zerbino, Don Clay hay chú khỉ nghịch ngợm Yolisor. Tình yêu thương cũng có lúc cương quyết của cụ Vitalis đã dạy cho Remy bài học về tính tự lập. Nhưng thật đáng tiếc, sau một thời gian, cụ Vitalis qua đời. Bên cạnh cậu chỉ còn chú chó Capi trung thành, một mình cậu điều khiển đoàn xiếc. Giờ chỉ còn mỗi cậu và Capi, đoàn xiếc lại tiếp tục hành trình của mình. Trên đường đi, cậu đã có được một người bạn thân, Mattia. Hai người cùng nhau đi diễn ở khắp mọi nơi, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vui buồn có nhau. Đã có lúc Remy bị kẹt dưới hầm mỏ bị lụt đến 14 ngày đêm. Có lúc khác, cậu vào nhầm nhà một tên vô lại vì tưởng đó là cha ruột của mình. Rồi cậu phải vào tù vì mắc án oan. Các cụ ta có câu, ở hiền gặp lành. Cuối cùng thì Remy cũng tìm được gia đình thật sự của mình. Cuộc hành trình của Remy với đàn xiếc khỉ, chó, với những người thợ mỏ, với cậu bé hát dăm người Ý, đưa người đọc trải qua mọi cung bậc cảm xúc, thích thú, bất ngờ, hồi hộp, thương tâm, thậm chí là tuyệt vọng, và dạy cho ta, những người chưa, đang hay đã trưởng thành, những bài học thấm thía về ý chí, nghị lực và lao động chân chính. Tình bạn cũng là vấn đề được nhắc xuyên suốt tác phẩm. Từ phần mở đầu có ngôi làng Chavanon nghèo khó, chú bò Cyrus sẽ là nguồn cung cấp thực phẩm và cũng là người bạn duy nhất của mẹ con nhà Barberin. Người đọc hoàn toàn có thể nhìn thấy được nỗi đau của hai mẹ con khi phải bán Russet. Rồi đến khi vào gánh xiếc, bạn của Remy còn nhiều hơn chú chó Capi, khỉ Yolisor.
cùng nhau lắng nghe, cùng chia nhau từ những miếng bánh mì đến những gian khó cuộc đời. Đó chính là chân lý tri kỷ. Tình bạn không chỉ là giữa người với người, mà còn là với người và loài vật. Cuốn tiểu thuyết đã phản ánh cuộc sống lao động cực khổ của người lao động, đồng thời ca ngợi sự lao động bền bỉ, tinh thần tự lập, chịu đựng gian khó, khích lệ tình bạn chân chính và lòng nhân ái, yêu thương cuộc sống, ý chí vươn lên không ngừng. Nó mang đến một bài học quý giá cho mỗi chúng ta về tình yêu thương giữa con người với con người, về tính tự lập, tự bước đi trên đường đời. Sau khi đọc cuốn sách, em nhận thấy rằng những ai có gia đình phải suy ngẫm, trân trọng gia đình mình đang có, sự may mắn, hạnh phúc mà mình đang có được. Ở đâu đó thực tế, ngoài cuộc sống, cũng có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Họ không có gia đình để được yêu thương, vỗ về, để được chăm sóc. Bản thân em thật sự cảm thấy thật sự rất may mắn khi có một gia đình để yêu thương, vỗ về, che chở, đùm bọc và có những người bạn thân thiết để có thể chia sẻ những lúc vui buồn, khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em sẽ luôn trân trọng và không bao giờ để mất điều đó. Cuốn sách chứa đựng giá trị của tình thân mà không bao giờ lỗi thời, một câu chuyện cảm động về tình yêu thương của con người trong những hoàn cảnh gian nan nhất. Cuốn sách giúp ta thêm yêu cuộc sống, trân quý hơn những thứ đang có và biết phấn đấu cho tương lai. Không gia đình có lẽ vì thế đã vượt qua biên giới nước Pháp và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả toàn thế giới trong suốt hơn một thế kỷ qua.